Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió di chuyển từ thượng Lào sang, nên trong đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Tuy nhiên vào ban ngày thì vùng hội tụ gió lại suy yếu dần, vì thế mà Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, nắng cũng yếu đi so với hôm qua và nhiệt độ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở khu vực vùng núi hạ xuống còn từ 29-32 độ. Còn các khu vực khác của Bắc Bộ như Trung Du hay Đồng Bằng do ít chịu tác động của vùng hội tụ gió nên trời có nắng sớm hơn và duy trì liên tục đến chiều. Nhiệt độ vì thế vẫn ở mức cao từ 33-34 độ. Ở miền Trung, trong ngày trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất chiều nay ở tất cả các tỉnh thành phố của miền Trung đều duy trì ở mức từ 32-34 độ. Giữa khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, nhiệt độ có nơi cao trên 35 độ. Đáng lưu ý là về chiều và tối, do ảnh hưởng của hoạt động rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 11-14 độ phía Bắc đi ngang qua khu vực các tỉnh Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nên khu vực này sẽ có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa dông, cần phải đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật. Nằm ở phía nam của rãnh áp thấp này lại thêm với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Vì vậy đêm qua và sáng nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Và trong chiều tối nay, mưa ở cả hai khu vực này tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi. Khu vực Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Sang tới ngày mai, từ sáng đến trưa ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời đều nhiều mây và nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 28-31 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 31-33 độ ở các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển, sáng nay vùng áp thấp trên vùng biển Đông Nam Philippines đã chính thức cấp mã hiệu 92W, khởi đầu cho quá trình bắt đầu mạnh lên trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Hải quân Hoa Kỳ, trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Philippines và bắt đầu di chuyển vào biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Để chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện của bão trên biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến dự báo về bão, thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển Đông biết để chú ý phòng tránh những ngày những vùng nguy hiểm có gió mạnh và sóng lớn. Sau bão Lionbrook, trên vùng biển Philippines sẽ tiếp tục xuất hiện một cơn bão nữa, không loại trừ khả năng lại di chuyển vào biển Đông. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ về diễn biến của hai cơn bão này và cập nhật cho bà con trong những bản tin của kênh.